làm tròn số căn cứ vào độ chính xác cho trước. Khi gặp bài toán mà độ chính xác thì nhớ dùm em bên trái cái độ chính xác đó. Okay. Bắt đầu nhìn vô độ chính xác đi. Chữ D nè, chữ giờ nè. Hàng gì? Hàng 500. Hàng gì? Nói coi chừng sai đó. Hàng chục. Đừng rồi. Hàng gì? Rồi. Cái số 5 hàng gì? Hàng trăm. Hàng gì? Hàng trăm. Ổn chưa? Hàng trăm thì nhớ, khi gặp bài độ chính xác thì nhớ bên trái của hàng trăm là số gì, coi chừng bị sai. Hàng bên trái. Bên trái nha. Nhẩm từ từ đi, đơn vị chục, trăm, rồi tới bên trái của hàng trăm là hàng gì? Đơn vị chục, trăm, nghìn. Vậy hàng bên trái, bên trái của hàng trăm là gì? Hàng nghìn. Nhớ dùm hàng nghìn dùm em. Hàng nghìn. Viết lại số này: 1 2 7 3 5 5 9 0. Hàng nghìn số mấy? Hàng nghìn số 1. Hàng nghìn ông ơi. Số 0, không có. Biết hàng nghìn không? Đây là số tự nhiên thì hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm. Hàng nghìn. Sao số 5 số mấy? Số 5. Thì cộng thêm? Cộng thêm 1. Còn nhiêu viết lại thành số 0? Đọc. Lại sai nữa nè. 7, 1, 1, 2, 7, 3, 6, 0, 0, 0. Mấy số 0 này có bỏ không? Có. Sao dấu phẩy mới bỏ? Ủa không có dấu phẩy, không bỏ. Đâu.